Mến chào các bạn, khổ qua sao với trứng ăn hoài cũng ngán. Hôm nay mình chia sẻ cách làm khác hơn một chút, cảm nhận trọn vẹn từng miếng khổ qua mềm mại, không có vị đắng, thơm ngon hơn gấp bội. Mời các bạn cùng xem video và thực hiện với mình nhé. Đầu tiên khổ qua bổ đôi, bỏ ruột bên trong. Sau đó đem đi luộc 5 phút. Khổ qua mềm thì vớt ra. Cho vào nước lạnh. Đập trứng gà vào bát. Đánh tan trứng. Hành lá thái nhỏ. Cho hành lá vào bát trứng, chỉ dùng một nửa hành, nêm gia vị vừa ăn, khuấy đều cho tan gia vị. Để khổ qua lên sửng, đổ trứng lên trên, đổ vừa mặt khổ qua, đầy quá trứng dễ tràn ra ngoài. Hấp thêm 5 phút. Trong thời gian chờ đợi, mình băm tỏi để làm nước sốt. Cho dầu vào chảo. Tỏi phi thơm, bạn muốn ăn cay thì cho ớt vào cùng. Tỏi ngả màu vàng thì cho thêm hành lá. Sao đều nguyên liệu. Cho nước sốt vào. Khi sôi lên thì tắt bếp. Trứng chín dở ra cho nguội một chút. Sau đó mình cắt miếng vừa ăn. Trông rất hấp dẫn. Hãy ủng hộ tinh thần cho mình bằng cách nhấn nút đăng ký kênh nhé, để mình có động lực làm tốt hơn. Dưới nước sốt lên khổ qua. Món ăn thơm ngon hơn nhờ nước sốt đậm đà. Mình rất thích ăn khổ qua với trứng theo cách này, cảm nhận rõ từng miếng khổ qua mềm tan trong miệng, hương vị không lẫn vào đâu được. Hy vọng các bạn cũng yêu thích món ăn này. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.